vừa gặp cái là đeo liên tục luôn, không nói tiếng nào luôn. Cao không? Thấy cao không em? Dạ cũng cao nhưng mà còn chấp nhận được. Dạ tại vì em thấy là có nhiều bạn á kiểu hơi không cao bằng em thì cũng là thiếu tự tin. Nhưng mà em thấy là anh đứng với em thì anh cũng vẫn là bình thường. Dạ với lại em thấy anh cũng dễ thương. Dạ cảm ơn em. Dạ.